Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Top những cái mẫu mô tô 150cc đáng chú ý cuối năm 2021 tại thị trường Việt Nam. Trong cái phân khúc mô tô 150cc ở Việt Nam khá là đa dạng, người dùng có rất nhiều cái sự lựa chọn từ những dòng chính hãng đến những cái mẫu xe nhập khẩu tư nhân. Ngoài các mẫu xe Enerbon như cái chiếc Jimny X-Ster 155 hay là Honda Winner X đang bán trên thị trường, thì những mẫu 150cc ở Việt Nam cũng đón nhận rất nhiều cái dòng xe có cái bình xăng đặt ở trên cũng tương tự như mô tô phục lớn. Đây là nhóm xe khá phù hợp với những người mới làm quen với cái dòng mô tô. Nếu so với những dòng xe trên 150cc thì những dòng mô tô 150cc vẫn được nhiều người quan tâm hơn nhờ vì mức giá dễ tiếp cận và không cần phải yêu cầu cái bằng A2. Đây là những cái mẫu mô tô 150cc có thiết kế tương tự các dòng mô tô phục lớn đáng chú ý thị trường Nam, bao gồm những dòng chính hãng và những dòng nhập khẩu tư nhân. Spotlight phiên bản chính hãng Yamaha Isuzu Aram 2020. Các chiếc Yamaha Isuzu Aram phiên bản này được bán chính hãng Việt Nam từ hồi tháng 11 năm 2007. Thời điểm đó, đây là các chiếc Isuzu Aram có mức giá hơn 90 triệu đồng. Tuy nhiên, con số dễ dàng chấp nhận hơn trên 100 triệu đồng của các chiếc Isuzu Aram nhập khẩu tư nhân trước đó. Trong một khoảng thời gian gần 4 năm được bán chính hãng, mức giá của con xe này liên tục được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người tiêu dùng hơn. Qua thời điểm hiện tại, cái chiếc Sportbike này có mức giá bán dao động từ 70 đến 72 triệu đồng, tùy theo từng hãng màu, rẻ hơn từ 3 đến 5 triệu đồng so với cái chiếc Suzuki ZX-R 110. Nói đôi chút về cái trái tim của chiếc Isuzu Aram 2020. Đây là một khối động cơ xăng đơn với dung tích 155cc. Có động cơ này cho ra công suất là 19 lực, tại ngưỡng vòng tua là 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14.7 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 8.500 phút. Xe ở dòng chương trình hộp số còn tàn 6 cấp. Cách đây vài ngày, Yamaha đã ra mắt cái chiếc Isuzu R15, cái hệ thứ tư với nhiều nâng cấp thiết kế cũng như trang bị. Cái mẫu xe này cũng có thêm phiên bản Isuzu RM, tương tự với người đàn anh là Isuzu R1. Phiên bản Sportbike bán chính hãng Honda Super R 100R 2021. Cái chiếc Sportbike này từng có mức giá bán là hơn 120 triệu đồng cách đây khoảng là gần 10 năm. Hiện tại thì mức giá em ấy chỉ còn khoảng là 80 triệu đồng cho các cửa hàng tư nhân đưa ra. Theo rất nhiều nguồn tin thì Honda Nam chuẩn bị mở bán cái chiếc Super R 100R 2021 vào trong tháng 11. Các chiếc Super R100R 2021 phiên bản mới nhất thuộc thể hệ thứ 5. Nếu so với đời cũ thì con chiến mã này đã được làm gọn gàng hơn, thể thao hơn. Phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng rất giống với người đàn anh Super R250R. Riêng cái phần chân của chiếc Super R100R 2021 dùng cho mình cái giảm sóc hành trình ngựa của Suzuki SFPB ở phía trước, cái dạng đơn phía sau. Trong khi cái khối động cơ là 149cc, tiếp tục được tận dụng cho cái chiếc Super R100R 2021. Cái sinh ra cái công suất chỉ có 16.9 lực, đi cùng mô men xoắn cực đại là 14.4 Nm. Nếu xét về cái lý thuyết động cơ thì cái dòng xe của hãng Honda có thể cạnh tranh với những mẫu như Isuzu Aram với cái công suất là 19.3 lực và cái chiếc Suzuki ZX-R 110 là 19.1 lực. Cái mẫu Nuka Bike được bán chính hãng Honda Super 100R. Cái mẫu Nuka Bike cổ điển được hãng Honda Nam mang về phân phối cách đây gần được 2 năm. Tương tự các dòng lịch Nuka Bike khác của hãng Honda, thì cái chiếc Super 100R 2021 mang cho mình phong cách neo sport cà phê rất quen thuộc. Cái chiếc Super 100R 2021 được trang bị cho mình động cơ dung tích là 149cc, sinh ra cái công suất là 16.1 lực, tại ngưỡng vòng tua là 9.500 phút. Mô men xoắn cực đại là 13.6 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 8.000 vòng trên phút. Hộp số vẫn lọt còn tàn 6 cấp. Dù có thiết kế cổ điển, trang bị trên mẫu xe này thì khá hiện đại, với một hệ thống đèn full LED, phanh ABS 2 kinh, cái giảm tốc trước, hành trình ngựa cực kỳ đẹp mắt. Bất lợi lớn nhất của chiếc Super 100R 2021 nằm ở cái giá bán. Honda Nam đã đưa ra mức giá niêm yết của chiếc xe này là 105 triệu đồng. Trong khi phân khúc 150cc, hầu hết các thủ của cái dòng lịch Super 100R 2021 đều có mức giá bán không quá 80 triệu đồng.
Nicobay nhập khẩu từ Nhật, Yamaha XSR-155. Nếu như chúng ta thích phong cách cổ điển nhưng không chọn cái chiếc Subaru 1NR-2011 thì cái chiếc Yamaha XSR-155-2011 là một trong những lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc. Dù không được phân phối chính hãng nhưng cái chiếc xe này lại có mức giá bán dễ chịu hơn rất nhiều so với Subaru 1NR-2011, trong khoảng là 80 triệu đồng. Yamaha XSR-155-2011 được đại lý tư nhân tại Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Indo về. Xe có hơi hướng là Sport Heritage rất quen thuộc của cái dòng XSR. Cái điểm trừ lớn nhất của mẫu Nicobay này là thiếu hệ thống chống bó cứng vành ABS. Nói đôi chút về động cơ 155cc của cái chiếc XSR 105, được trang bị cho mình hệ thống lọc van biến thiên tương tự như cái chiếc XSR. Cái có động cơ này tạo ra cái công suất là 19 lực tại ngưỡng vòng tua là 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14.7 Nm tại ngưỡng vòng tua máy là 8.500 phút. Yamaha trang bị cho cái mẫu Nicobay này một cái bộ liên hợp chống trượt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, subscribe.